Chiều ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Tân Lạc, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, và các đồng chí thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã cùng dự phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí bùi văn khánh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh từ đầu năm đến nay thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp đã gây ra thiệt hại lớn về người nhà ở sản xuất các công trình dự báo trong những tháng cuối năm tình hình thiên tai còn diễn biến khó lường nguy hiểm do vậy các cấp ngành và người dân phải luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại chú trọng bảo vệ đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng đề phòng sạt trượt vùng đồi núi ven sông suối theo báo cáo tại hội nghị từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thiên tai đã làm 10 người chết một người mất tích một người bị thương 551 nhà bị thiệt hại 188 nhà phải di rời khẩn cấp 487 nhà ngập nước 1.703 hecta lúa 80,4 hecta mạ 607 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Hàng chục nghìn gia súc gia cầm vật nuôi khác bị chết, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, hư hỏng, sạt lở. Ước giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 671,7 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thiên tai tại địa phương, đồng thời kiến nghị đề xuất các biện pháp khắc phục tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong những năm tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như công tác tuyên truyền để các tổng lớp nhân dân cùng đồng hành giảm thiểu thiệt hại. Các cấp ngành thực hiện nghiêm chỉ thị số 01, chỉ thị số 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo quan trọng khác về công tác phòng chống thiên tai. Đồng thời, quan tâm giả soát kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, phân công các thành viên bám, nắm địa bàn, trong việc chỉ đạo tăng cường tuyên truyền cho người dân các kỹ năng cần thiết trong công tác phòng chống thiên tai củng cố kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã để thực hiện tốt hơn nữa phương châm bốn tại chỗ